bên mình có thuốc thận dư không? Câu đầu tiên phải trả lời bạn luôn là có thuốc nha. Tuy nhiên bạn ghi như này thì bố thằng Tây là không biết đâu mà chữa cho bạn. Vì cái từ bạn ghi nó là thuật ngữ chuyên môn, đặc biệt này nó là gì? Yếu tố chủ quan của bạn. Có thể bạn đi khám ở một ông thầy nào đó. Đấy, bạn người ta nói như vậy và bạn cũng quay lại feedback với mình như vậy. Thì mình không bao giờ mình tin cái việc đấy. Cái thứ hai là có thể bạn xem ở clip nào đó, bạn nghĩ rằng là ông thầy thuốc nói vậy và mình quy vào mình là thận dư thì bạn ấy hỏi như thế. Thì cái đấy cũng là yếu tố chủ quan bạn. Ví dụ như này, bạn đi ra bệnh viện, bạn khám bệnh và bạn đau đầu, bạn bảo chú cháu bị rối loạn tuần hoàn não, thiếu bác sĩ có ghi vào bệnh nhãn không? Đương nhiên người ta không bao giờ ghi, người ta chỉ nói là đau đầu, ghi là đau đầu. Và nếu mà ông ấy kết luận là rối loạn tuần hoàn não thì ông mới phải gì ạ? Một là kiểm tra xem xương khớp cổ có vấn đề gì không, hai là kiểm tra xét nghiệm máu, và ba là cần để chụp MRI hoặc là gọi là gì, xem cái lưu lượng máu nó đưa lên nó có vấn đề gì, nó thiếu không, thì lúc đấy người ta mới kết luận được. Quay lại vấn đề của bạn là gì, nếu bạn mong muốn điều trị cái gì thì cố gắng bạn lên ghi triệu chứng là những cái thứ mà bạn đang bị, thì lúc đấy thì phòng khám sẽ luận ra. Và đương nhiên nếu có điều kiện mà đến được thì đông y nó có bốn cái phương pháp để ban đầu là gì, vọng là nhìn, văn là ngửi nghe, vấn là hỏi bệnh thật kỹ, và đương nhiên cuối cùng là khiết chẩn tối hậu để gì, để xem những cái triệu chứng, thì lúc đấy mới đưa ra phương án để điều trị cụ thể. Xin chào.